Gừng, gừng bà con ơi, gừng thì không ai mà không biết gừng, đúng không? Gừng nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe. Nhưng có một số người ăn vào thì bệnh ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi bệnh, bệnh càng ngày càng nặng thêm. Đó là những người bị cảm mạo phong nhiệt, trúng nắng, người có cơ địa nhiệt táo, người âm hư hỏa dượng, nhiệt trong, mắc các bệnh mụn nhọt, viêm dạ dày, viêm gan, cao huyết áp, say nắng, bệnh tim mạch, sốt cao, bệnh chỉ. Đó là những người ăn gừng vào nó nặng thêm cho bệnh mình, không tốt cho sức khỏe của mình, nên đừng ăn. Đó là những người có cảm mạo phong nhiệt, trúng nắng, người có bệnh cơ địa nhiệt táo, người âm hư hỏa dượng, nhiệt trong, mắc các bệnh về mụn nhọt, viêm dạ dày, viêm gan, cao huyết áp, bệnh tim mạch, say nắng, sốt cao, bệnh trĩ. Đó là những người không nên ăn gừng. Ăn vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của mình. Cho nên những người này là không ăn gừng. Còn ngoài ra ăn gừng thì nó tốt, nó có lợi cho sức khỏe, là nó giảm cân, chữa rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, giảm viêm, đau xương khớp, sức khỏe tim mạch, cảm cảm cái mà cảm lạnh, cảm cảm cái mà cảm cúm, đau bụng kinh, ngăn ngừa về ung thư, cải thiện chức năng não. Không phải nó tốt dù ăn bao nhiêu cũng được. Một ngày ăn không quá 4 gram gừng. Một ngày ăn không quá 4 gram gừng nha bà con. Ăn 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Bà con ơi, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.